Yếu mà ra gió, hai cô gái trả giá đắt vì chở khối hàng công kênh chạy thẳng xuống mương. Hôm nay ngày 23 tháng 8 trên các diễn đàn mạng giao thông, truyền tay nhau clip với caption như sau. Hai cô gái tay lái yếu không làm chủ tay lái nhận ngay cái kết ướt át. Rất may vào thời điểm gặp tai nạn, có người đi đường phát hiện sự việc nên hai nạn nhân đã được cứu giúp ngay sau đó. Dân mạng cũng đã nhanh chóng chỉ ra nguyên nhân cô gái không thể điều khiển chiếc xe tránh khỏi con mương có dòng nước đen ngòm. Tình huống ra sao? Mời cả nhà xem tiếp ạ. Cụ thể, một đoạn clip ghi lại cảnh hai cô gái khi ra khỏi nhà có mang theo hai thùng hàng lớn với ý định chở bằng xe máy. Nhưng do chiếc xe không đủ chỗ nên cô gái ngồi sau ôm một thùng hàng, trong khi thùng còn lại được đặt phía trước cô gái lái xe. Tuy nhiên, chính vì thùng hàng phía trước quá lớn nên đã gây cản trở việc điều khiển xe của nữ tài xế vừa nêu. Hậu quả, cả người, cả xe và hai thùng hàng đã lao xuống mương nước gần đó. Rất may mắn, thời điểm này có hai người đang đi thể dục phát hiện ra sự việc nên đã hỗ trợ nạn nhân cũng như báo người nhà ra giúp sức. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Dù không bị thương quá nặng, nhưng hy vọng đây cũng là bài học cho những người hay chở hàng cồng kềnh rút kinh nghiệm như trường hợp của hai cô gái trên. Nhiều khi dưới mương lại có những vật nhọn, mảnh thủy tinh thì cũng vô cùng nguy hiểm phải không cả nhà? Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Một số người hài hước kể lại những pha tai nạn tương tự mà mình gặp phải. Cũng có người bàn tán, cho rằng có thể do đường hẹp khiến hai cô gái có tâm lý nên chạy luôn xuống mương là điều khó tránh khỏi. Còn bạn, bạn thấy sao về pha lái xe chở hàng, chở thẳng xuống mương này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi trời ơi. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.